Sang tai mần cua ao chư nụ tế tha propon pu chọc thơ đạp pu chọc đò mà lần. Đại bàn thơ ọc lọc còn lại thơ ca pu chọc. Đà bàn vi cầm tích bần tục thơ ca rồi bọc quát giang tích ti tai mà đồn. Đại chi còn lại thơ ca rồi lôi rộp sập mờ đô la. Đại pu chọc sở lánh. Bạn bài chi bạn mô cầm tích bạn mần ảnh nất đò pu chọc sọ. Rồi hô thơ ai pu chọc bàn trâm tai châu xâm rõ tập nây tai bần nọ. កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាអពូចកក៏បានធ្វើការឡាយវីដេអូក្រោយពេលដែលភរិយាបានធ្វើការចោលប្រកាសមកលើខ្លួនថាបានវាដំប្រើបើហឹងសាទៅលើភរិយារហូតទៅដល់រលូនកូនហើយអពូចកក៏បានធ្វើការឡាយបកស្រាយការពីយប់មិញបាត់និយាយតិចតីគ្មានសល់ឡើយដែលបានបកស្រាយថាប្រពន្ធបានបោកលុយរបស់ខ្លួនទៅទិញផ្ទះតាមពិតទៅផ្ទះអត់ទិញទេហើយបាត់ចំពោះសំភារៈនិយមដូចជានាឡិកាដៃខ្សែក បាត់ស្បៃជើងប្រេនអីនោះប្រពន្ធរបស់ខ្លួននោះបានយកទៅទុកអស់ហើយបាទគឺខ្លួនគ្មានសល់សេសសល់អ្វីទៀតទេហើយក៏បានធ្វើការបកស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រាំអំពើហិង្សាឲ្យមហាជនបានដឹងថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តហើយភរិយាចេះតែបង្កើតនូវភ័ស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកយកខ្លួនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារឲ្យបានអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់ពូចកបាត់ទៅនឹងចប់ការពីយប់មិញនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានទស្សនាហើយស្រាប់តែពេលព្រ
ខ្ញុំសូមជូនពរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ការបង្ហាញជូនដោយតទៅ ពូមានស្អីនេះអាស្នាមជួមនេះណាស្នាមជួមនោះស្អីគេស្នាមជួមនោះស្អីគេដែលគាត់យកទៅប្រហែលថ្ងៃសៅរ៍សិក្សាពូមានហ្នឹងណាហឹមស្នាមជួមនេះគឺបានន័យថារូបហ្នឹងគឺកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះរូបហ្នឹងណានេះជាមួយអ្នកណាម្ដងឯងប៉ុន្តែមានថេបនៅលើហ្នឹងទៀតដល់ពេលមានគេស្គាល់រូបហ្នឹងឯង នៅពេលដែលឆ្លៀតពូមានមកនេះឃើញលោកអ៊ំហ៊ុនស៊ីណាគាត់និយាយរូបនឹងថារូបចាស់ទេអញ្ចឹងបានហៅជួនគេចាប់អារម្មណ៍នេះបានគាត់ដករូបនឹងចេញដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅបំភ្លឺនៅក្នុងកងរាជវហាត់រាជធានីភ្នំពេញរូបនឹងគឺមិនត្រូវបានដាក់ចូលទេព្រោះគាត់ខ្លាចពិបត្តិខ្លាចបន្លំផោតាំងហ្នឹងកាលពិតដើមឡើយគាត់យករូបនឹងមកបង្ហាញមហាជនបានន័យថារូបនឹងគឺខ្ញុំនិយាយគាត់សហាយគាត់ សូមសហការណឺសៃគេ
prui muoy ban ban cha pi hai lo mai prong mai ani khom mai ana mai ana tit nyom ot ot ye mai ot dae ot dae nak sman tha manuh srei da khom salanh sma chivit dam bai ta luoy pa pan nang kot sok chet puok mak kot prap khom mon tung chue phom mon tung chue phom tha kot hien thua dol thnak nang tae no pe da khom tae bom phlu nou 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 mok mantrei nakor ba yot te thua nyom tha mà nhóm xô thì mà phụ như thà phụ nhóm cái đặc biệt và đang nâng cô bầm non cái trong bàn này cái thà cô bầm non cái ơi một tay ăn vật cho bạn nâng ăn vật tam đi tệ về thì từ ban này thằng mày châu cục ôi tại đôi về tới đôi tệ và đa chú ý những gì mình tập đoàn này thay cả bất trợ ban địa tật đàng nhiều miền thọ tam khi miền xã xây bằng lưới hay là vậy để quạt trào và cắn để quạt bằng lưới để quạt bằng biên quạt họ tăng sản mặt cách của họ tăng hai chun của họ tăng khuôn này đi vì mà nói vậy để quạt kết hồi nhung châu tới bằng lưới họ hơi mọc đập pi kê phải diệp pel chạm vào nhung chu quạt sân chạm vào nhung chu quạt sân là bay cho cha vì tây trẻ trong cháu nên chạm vào làm cháu chu cho cha này cúi trang khi nào mặc bầy chìa thì liên bay chứ đâu bạn bạn chật đã xếp thờ ngôi hài hài ở lươn mà ôn bóng trang liên bay lắng à họ tính bay vào tin ai bà mày tính bay họ nhà họ tính bay vào tin bàn bóng hai bạn có tính nhau mặc họ bàn pi mặt cột lờ pê rồi bị liên pê rồi hay là pê con máu cái ai cho thì không có tốt cho cha gì gì to cái này đó pê đại phò tang à vay mà ai đặt tục khiêm ban cũng khiêm ban phơ đó pê chắc là những tu chẳng mấy lẽ khan tìm mũi cả đại khiêm cả thàn chơi cả thàn lại đặt bay về cho rừng đặt bay cả đo tiệp và đăng bình ở khiêm tu tô cục bạc giang hay sông tô quật về cho rừng á hay khiêm mau bọc lư nứng xem mặt cách một tay là cô ba chưa thua cái phơ ca cái phơ cũng nói hai sắp chẳng lời, cũng nói hai bằng lưu hay ao hấy nhưng mà mình tù tù này phóng ao nhưng tù 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 nhưng mà hay phải cho phần hay ao nhưng mà ao nhưng tù lấy bạn này thì nhưng châu cũng tịt hay xong tù này ai tịt hả ôn trình phá là nhưng mà bồ nhưng thả bồ ừ nhưng mà bạn phơ nhưng tù là nhưng bồ nhưng mà vì đôi giả hai phê chứ lẹ khăn nằm chỗ đó lẹ khăn tì bì lẹ khăn tì bì cứ mình chạm bạch miền tiêm tia rồi còn mình chạm bạch xong tôi ấy đi lẽ hàng thì bị bỏ quát á và cho bà rừng trong nấng ở miền ca tiêm tía tiêm tía nó tiêm tía ấy tiêm tía lôi tiêm tía trốt đại nhóm ai quát nhóm thả ọt đi ọt cả đi lên chăng đại ca và chuôn rừng nâng tư tà bà ca rút như rừng nâng tư nhóm ai rút như rừng nâng lai lừa thịt ọt bà chọc trong nấng ấy à lấy xong nông rừng bia chết đó đại tà bà ca ngày trăm rắc nó cứ đòi mình men nhóm này mình bật chóp đấy nè con sông bật chóp tại chúng mình bật chóp vừa lui về tràn bên hà sấp bầm bầm mơn nó bầu bầu hà sấp bầm bầm mơn à lui lui thì nó hà sấp bầm bầm mơn nè ấp miên nó bật chóp riêng đất mấy tay hay ấp tiêm tì ấy ấp cà đê và đang anh đặt cục ấy mà thơ đừng nghi nghi về chơi chắc mặt bông prap á say cả đó của thơ miên tinh bật chóp bảo viên này ai vô lên sai còn trời miền tây mình chọn vào viên này vì ót dữ vì con nào viên đó tôn đạo pê là phần đắng này và ta mới ghé cái nét nơi Facebook rồi bỏ phụ chọn để mình mua thẻ chuyên chọn bàn phơi cà phô ở rụp phim rụm chìm bụi đồng vịt ông clay bẩn tết để bán sạch xe phòng đại thá xin hát đây propôn đồ sai lo rồi bọc nhôm vài cầm tịt trao sông bay tại bẩn tục phơi cà rồi bọc nhôm có cốt mình lực lên phòng đại chồ mớ ban trâm tay sợ tập này như khi tha nơi không bận tụt phơi ca rồi bao phủ chọn cứ miên tràn miên tén và cứ miên tràn nè và cứ sau tài chia xong phải để quạt phơi ta tụt tu cả ấy computer chìm xe cứ background để quạt không tang không riệp cả lại đặt đá ở đây quạt năng như khi hái và cứ quạt ba riệp chom dạng sạch và computer chấm nốt bảy kêu room chìm môi năng ca riệp chom tập tang và pla chỉ tràn chẳng hái cứ propo để xa tài ca khấn và ở đấy bạn mình cho sầm rong được kia còn bạn một vị cầm tịch giang xả hai prey sai giang được chưa này
អញ្ចឹងពូចកកាពេលឡាយនៅយប់មិញនោះគឺគាត់បានធ្វើការស្នើសុំទៅដល់តុលាការបាទសូមឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ទៅដល់រូបគាត់ផងក្រោយពេលដែលប្រពន្ធនឹងបានធ្វើការប្តឹងផ្តល់មកលើខ្លួនតាក់ទោជាមួយនឹងការប្រាអំពើហិង្សារហូតដល់រលូតកូនជាពិសេសគឺប្តឹងពូចកបាទដើម្បីធ្វើការចាប់ដាក់គុកឲ្យខានតែបានបាទពូចកគឺគាត់បាននិយាយគាត់បានអះអាងហើយថាគាត់គឺមិនបានប្រព្រឹត្តហើយការចោទប្រកាន់នេះគឺមិនមែនជាការពិតហើយខាងសមត្ថកិច្ចក៏មិនមានការខាត់ខ្លួនអីដែរគ្រាន់តែធ្វើការស៊ើបនាំពូចកហើយគេដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងរ៉ាវមួយនេះគឺកំពុងតែក្តៅកគុកហើយបាទអ្នកទាំងពីរអាចនឹងប្រឈមមុខចូលទៅកាន់តុលាការនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនោះបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់សូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា